Xin kính chào các anh chị nhà đầu tư. Thì cũng chào mừng anh chị lại đến với kênh của Nam ha, AOI Trading. Thì tối nay em tiếp tục làm cái video em mình review sơ về thị trường ngày hôm nay một chút. Thì hôm nay đáng lý thì em có cái lịch là mình sẽ livestream tối nay mình hỗ trợ cho anh chị. Nhưng mà tối nay thì em về nó hơi trễ, nên là hôm nay em live thì nó cũng hơi trễ, nên hẹn ngày anh chị ngày mai em live nó sớm một chút thì có thể giải đáp trực tiếp cho anh chị tất cả những thắc mắc cũng như tư vấn cho anh chị cái giai đoạn hiện tại để chúng ta nên làm gì nhé. Thì cũng như những cái quan điểm trước của em thôi, gần như là nếu mà để có sự thay đổi gì đó quan điểm thì gần như là em không có. Bản chất thì anh chị chỉ cần xem lại những cái video của em về gia từ gia video này này một tuần trước nè, em đã cảnh báo với tất cả các anh chị là hiện tại thị trường chúng ta đã vào giai đoạn đuôi cá rồi. Mà ở giai đoạn đuôi cá là giai đoạn mà thị trường không thể nào mà xác định được cái điểm đỉnh là điểm nào hết, và vô tình hôm nay nó đến rất là nhanh, chính là phiên này. Tức là từ giai đoạn này trở đi nè, cái xác suất mà anh chị mua mà để có lãi nó rất là thấp. Thay vào đó anh chị bán ra, anh chị chốt lời, anh chị bảo quản thành quả thì nó sẽ ok hơn là cái chuyện anh chị tham gia thêm và tham gia mới ở giai đoạn này. Vẫn cái câu chuyện cũ mà chúng ta đã nói đi nói lại trong những cái video trước, đó là tại sao cái vùng dưới này nè chúng ta không mua mà lên tới đây, anh chị là cực kỳ hưng phấn và chúng ta tham gia vào margin ở trong giai đoạn này và tham gia margin lớn nhé. Thì nếu mà tất cả những khách hàng của em hoặc là khách hàng mà do chính em mà đi lệnh mua bán cho họ ấy, thì gần như là phiên hôm nay em cắt sạch đầu phiên rồi. Thì mình đã xác định là tại sao cái đoạn đuôi cá mình đã xác định từ một tuần trước là nó khó ăn như vậy mà mình vẫn cố gắng tìm kiếm lợi nhuận để làm gì. Thứ hai nữa là những cái mã mà em cho mua cho đoạn sau này hàng về nó thực ra nó cũng đều có lãi tốt. Bởi vì sao? Bởi vì trước đó mình đã nhìn nhận được thị trường là nó sẽ tạo ra được những cái dòng mà nó hút tiền cho thị trường điều chỉnh. Thì tí nữa em sẽ review sơ về một số mã cổ phiếu đấy thôi. Còn về mặt bằng chung về thị trường thì phiên hôm nay là phiên tất yếu nha. Bởi vì sao? Bởi vì thị trường của chúng ta có hai điểm. Thứ nhất, điểm đầu tiên là thị trường đã tăng khoảng 120 điểm rồi, nhưng mà thị trường chưa có một phiên giao dịch, chưa có một phiên giao dịch kiểu theo dạng điều chỉnh rõ rệt nha. Phiên này vẫn là phiên điều chỉnh rõ rệt nè. Để gọi đây là phiên gãy hay là phiên phân phối thì mình chưa thể nói trước. Nhưng mà đối với em khối lượng như thế này nè, và trong cái quá trình nghiên cứu của em trong thời gian qua ấy, thì khối lượng này và độ giảm điểm như thế này thì khả năng cao thị trường chưa phải là phân phối. Bởi vì sao? Nếu mà anh chị xem theo dõi tất cả những cái video này của em nè, em sẽ lồng ghép những cái ví dụ cho anh chị về giai đoạn này. Ở đây nó xuất hiện những cái phiên gọi là sách cao ba, là những phiên đổ bỏ nè. Khi những cái phiên sách cao ba xuất hiện đầu tiên và liên tục như thế này, nó báo hiệu là thị trường đang ở giai đoạn là bị bán ra rất là nhiều và Bitcoin người ta bắt đầu bán ra. Thí dụ như phiên này là sách cao nè, phiên nào là sách cao nè, khối lượng đều lớn nha, trong khi những phiên tăng giá tiếp theo thì khối lượng là nhỏ hơn. Chúng ta có thể thấy ở đây là khối lượng nó phản ánh được là cái lượng mà người ta ao ra thị trường nhiều hơn là cái khối lượng người ta mua vào. Thì chúng ta có thể thấy là nếu mà chúng ta nhìn nhận như thế này, chúng ta đã bảo quản tài sản của chúng ta rất là lớn và chúng ta sẽ tránh được cái việc chúng ta mua mua đủ hoặc là mua giá cao, hoặc là chúng ta tham gia vào mà cái độ rủi ro của chúng ta nó không bù được cái lợi nhuận mà chúng ta có thể bị thị trường nó lấy đi nhé. Thì đây là cũng là những cái cảnh báo cũng như là những cái mà để cho anh chị mà chúng ta đầu tư mà chúng ta thiếu đi kiến thức, hoặc là chúng ta quá lạc quan về thị trường, hoặc là chúng ta dựa vào những cái hỗ trợ kháng cự vượt qua như thế này thì chúng ta tham gia thêm, đó là những điều sai lầm nhé. Bởi vì anh chị hình dung như thế này nè, F0 lúc nào cũng có yếu tố về mặt là nếu điều chỉnh quá sâu F0 sẽ đổ tiền vào mua, và đó là điều chúng ta không phải bàn cãi trong thời gian vừa rồi. Nhưng anh chị thử quay lại một vấn đề khác, nếu F0 người ta có nhiều tiền như thế, người ta tham gia, thậm chí người ta tiền của họ nhiều hơn cả tổ chức của Bitboy đi, thì khi nếu mà có động thái nào đó bán tháo thì có thể áp lực từ F0 người ta chốt lại có nhiều không? Thực sự rất nhiều, thì nó có giống như động thái làn sóng domino ấy, nó ùa lên nhau nó chạy, nhà đầu tư gần như cứ dẫm đạp lên nhau chạy như thế, nó tạo ra một thị trường cũng khá là khó chịu nha. Không phải cứ điều chỉnh là mua đâu. Bản chất những phiên này nè, thời gian vừa qua trừ cái phiên này ra, thị trường đã cho chúng ta thắng một nhịp rất là lớn. Anh chị có trạng thái điều chỉnh chúng ta mua, điều chỉnh chúng ta mua, mở tài khoản lúc nào cũng xanh, lúc nào cũng lãi, gần như tất cả các cổ phiếu anh chị mua đều cho lãi, thậm chí cho lãi rất nhiều. Còn những cổ phiếu nào yếu thì cùng lắm nó cũng chỉ đi ngang, hoặc là nó đỏ nhẹ một chút, hoặc là cùng lắm là đi ngang nó xanh nhẹ một chút, tức là những cổ phiếu yếu ấy. Còn nếu mà phiên này anh chị đối diện với những cổ phiếu mà anh chị tham gia mới hoặc là những cổ phiếu yếu thì gần như chúng ta đã bay khoảng 3 đến 5% tài khoản là bình thường. Rất là nhiều cổ phiếu hôm nay giảm rất mạnh, và đặc biệt là các cổ phiếu trụ. Và em đã nhắc đi nhắc lại đối với những anh chị tham gia vào thị trường giai đoạn sau, chúng ta không nên tham gia vào các dạng như VN30 hoặc là các dạng blue chip. Bởi vì những cổ phiếu đó là nó đã kéo thị trường rồi á, thì xác suất nó rơi lại rất là cao,
Và em cũng luôn luôn nhắc nhở các anh chị là giai đoạn sau này là giai đoạn chúng ta không nên tham gia, mà thay vào đó là giai đoạn chúng ta nên ngồi quan sát thị trường là chính, bởi vì cái độ rủi ro nó rất là cao. Và rất là nhiều anh chị khách hàng của em hôm nay là đã thoát được những cái phiên giảm như thế này mà chúng ta không mua mới. Chúng ta vô tình bảo toàn được cái lợi nhuận mà mình đã gặt hái trong thời gian qua. Tức là chứng khoán Việt Nam tăng mạnh nhất từ vùng giá 780 lên 900, tăng khoảng 120 điểm. Chúng ta ăn trọn vẹn con sóng và hôm nay chúng ta đứng ngoài là rất thành công rồi. Thành công hơn rất nhiều anh chị mà chúng ta tham gia mua đuổi ngày hôm nay. Đó là những phiên thành công. Còn về mặt kỹ thuật đối với thị trường hôm nay nha. Đương nhiên cái vấn đề mà giảm mạnh khối lượng cao là yếu tố cực xấu nha anh chị. Yếu tố xấu trong một xu thế nha. Thứ hai nữa là đối với các dạng có sách cao ba như thế này là các phiên rũ bỏ này. Thì ở đây chúng ta nói về mặt tích cực hơn này. Đây là những phiên rũ bỏ sách cao này, nó cũng giống như những phiên này là một này, hai này, ba này ha. Khối lượng cao này. Thì cái phiên này nè, trong cái kỹ thuật VSA người ta gọi là uptrend 3. Để đánh giá là uptrend 3 hay không á, thì mình nhìn một chút về mặt tích cực và mặt tiêu cực đi. Nhìn nhận tích cực một chút thì có thể gọi là ừ thôi thị trường điều chỉnh, nhưng mà nhìn nhận một cách thận trọng thì phiên nào là phiên phân phối nha chị. Thận trọng nha, em nói về mắt một cách thận trọng nha. Còn nói chung lạc quan thì cái phiên này nó nửa nửa ở cái dạng điều chỉnh và phân phối. Phiên này là phiên phân phối nè. Nó rõ ràng hơn bởi vì thứ nhất là khối lượng nó cao, thứ hai là cái độ giảm điểm nó nhiều. Phiên này nè. Đây, anh chị nhìn phiên này nè. Phiên này thì khối lượng nó cao, cái độ giảm điểm nó nhiều, thì cái dạng uptrend 3 như thế này thì nó rõ hơn. Thì phiên này chúng ta đánh giá thận trọng thì mình sẽ gọi là phân phối, mà nói về mặt lạc quan thì mình sẽ gọi là điều chỉnh. Đấy, nói như thế cho chúng ta là bớt cái lạc bớt lo lắng đi. Chứ còn mà thực ra là phiên này bản chất là xấu nha. Tí này em bóc tách một số dòng dẫn dắt và các loại cổ phiếu cơ bản thôi. Em không nói quá nhiều và quá dài về video này bởi vì tất cả những gì em nói đây là nói về video trước rồi. Thì ngày mai em sẽ livestream hướng dẫn cho anh chị các cổ phiếu mà anh chị đang nắm giữ thì nó sẽ rõ hơn là cái video ngày hôm nay. Video ngày hôm nay em chỉ nói về mặt bằng thị trường chung và một số cái điểm lưu ý ở thị trường phái sinh thôi. Nó là như thế. Thì hiện tại thì nếu mà anh chị tham gia vào đây á, đối với những cổ phiếu dạng blue anh chị tham gia vào và chúng ta tham gia mới ngày hôm nay nè, độ rủi ro của chúng ta khoảng 80-90%, 70-80-90% đi, thì gần như anh chị đã mất khoảng 5% tài khoản nếu anh chị không mua mặt zin. Anh chị mua mặt zin mà mua mát nó rơi vào khoảng 10% hoặc thậm chí là 15% tài khoản nếu anh chị mua full mặt zin nhé. Để em review sơ một số những cổ phiếu giảm mạnh nhất hôm nay. Chúng ta phải kể tới dòng bán lẻ nhé. MWG. Cổ phiếu này giảm rất mạnh trong khi các phiên trên nè. Khối lượng tham gia vào giá đỉnh ở đây rất là thấp. Và khi mà vượt lên đỉnh thì áp lực bán xuống rất là nhiều. Ngược lại phiên này giảm mạnh nhưng mà khối lượng lại cao, chứng tỏ nó đang rủ đến một lượng lớn hàng ở đây à. Hai nữa là cái độ hấp thụ hàng ở đây chưa đạt nha, nó vẫn có một cái gap này có thể là sẽ lấp lại, thì chúng ta sẽ chờ thấy di động nó test lại đây. Tuy nhiên khối lượng ở đây thì nó chỉ là tương đối lớn chứ không phải là quá lớn, nhưng mà cái giá của nó lại điều chỉnh quá sâu đi, 4% là rất sâu nha, nên chúng ta cần phải quan sát ở nhịp sau. Đối với thị trường hiện tại thì để mà hồi phục lại ngay thì tương đối là khó, nên là anh chị hạn chế chúng ta thấy giảm mà chúng ta tham gia lại, chúng ta phải chờ những cái điểm mà nó tích lũy phù hợp mới tham gia. Tiếp theo là dòng bán lẻ đang là dòng bị bán mạnh nhất, chúng ta có BNG. Đấy, BNG hiện tại khi mà bứt tốc lên mà giai đoạn này mà không tăng tiếp được, tức là nó tạo nền ở giai đoạn này nè, thì nó hiện tại đang bắt đầu trong quá trình rũ nền nè. Cái quá trình rũ nền này á, khối lượng nó không hề lớn, khối lượng này em đánh giá nó không lớn lắm, nhưng mà nó rũ sâu như vậy thì qua cái mẫu hình gãy nền rũ này chúng ta cần phải quan sát ở lại ở vì ở giai đoạn sau nè. Nếu mà nó rũ ổn á thì chúng ta có thể tham gia lại BNG, nhưng mà nó không rũ ổn thì chúng ta không nên tham gia lại. Hiện tại nó đang gặp một cái vùng hỗ trợ như thế này nè, thì chúng ta chờ ngày mai xem nó phản ứng như thế nào nhé. Tiếp theo chúng ta có FPT giảm điểm rất mạnh nha, giảm điểm rất mạnh 3%, gần như tất cả các anh chị mua đuổi ở vùng đuôi cá ở trên này nè, hàng về chúng ta đều không có lãi, hoặc là cái lãi đó nó không bù được cái lợi nhuận mà anh chị kỳ vọng, đâm ra hôm nay anh chị bán cắt lỗ hết. Đấy, còn đối với khách hàng của em nên anh chị xem lại những video chứ em đã nhận định dòng bán lẻ là dẫn dắt á, thì gần như em bán hết hai phiên này rồi nè. Bởi vì em mua dưới này, hàng về em bán luôn, bán hai phiên này. Lý do vì sao? Bởi vì chúng ta đã nhìn nhận ở những video trước là đây nè, anh chị thêm coi những video này đi. Nè, dòng nào là từ 23 tháng 8 cách đó 2 tuần rồi.
Tức là anh chị chỉ cần xem những video đó, anh chị sẽ thấy là em đã nhận định là dòng bán lẻ sẽ là dòng dẫn đi. Thì nó dẫn tức là nó tiếp tục xoay liên tục những cái dòng cổ phiếu với nhau để nó neo thị trường, neo xả những cái dòng cổ phiếu khác. Khi nó neo xả như vậy nó tạo được tâm lý cho anh chị cứ bán ra, anh chị mua lại, anh chị bán ra, anh chị mua lại, và tạo cho chúng ta là dòng tiền của chúng ta không thể nào thoát ra khỏi thị trường được. Chúng ta cứ mua mãi là chúng ta vào mã khác chúng ta mua tăng tiếp, cứ như thế anh chị tạo nên sự hưng phấn cho anh chị. Cứ càng hưng phấn anh chị là càng mua được, mua nhiều margin hơn, và chúng ta không có cái cách quản trị rủi ro cho nó phù hợp. Ví dụ FPT phiên hôm nay nè giảm mạnh nhưng mà khối lượng ở đây nó cũng không cao lắm, nên là chúng ta cũng chưa cần phải quá lo lắng. Nhưng mà ở đây là để nó lên lại cái vị trí này nó rất là lâu, từ 485 mà lên là 50 51 nó lâu lắm, trừ khi cổ phiếu này nó tích lũy phải đủ chặt nè, nó hấp thụ hết được cái lượng hàng bán ra thì may ra chúng ta mới có thể kỳ vọng vào nhịp sau nha. Ở nhịp này chúng ta hiện tại chưa nên tham gia lại FPT. Tiếp theo chúng ta coi về một số mã trụ đi, chúng ta coi về Vinhome. Đấy, Vinhome hôm nay gọi là một phiên xếp cao nè, bản chất là Vinhome vẫn vận động ở tại nền thôi nha. Nhưng mà phiên hôm nay phiên Vinhome tăng điểm rất mạnh lên 81, lại bị bán ngược về 791, tức là cái biên độ dao động trong ngày khoảng 3%, nó tạo nên cái tâm lý của thị trường giảm rất là mạnh. Vì thế mà Vinhome cũng là một cổ phiếu kéo thị trường xuống ngày hôm nay. Chúng ta nhìn về cổ phiếu Vincom này, anh chị thấy không, Vincom mặc dù các phiên trước là kéo thị trường xoay trụ, kéo thị trường rất là mạnh nè, phiên này kéo này, phiên này kéo này, nhưng mà phiên này là gần như là giảm mạnh, tuy nhiên khối lượng nó không nhiều, nên thành ra là thị trường của chúng ta vẫn nhìn nhận ở một góc độ nào đó nó có gọi là điều chỉnh tích cực, gọi là như thế. Nhưng mà thực ra thì nếu như chúng ta thận trọng chúng ta không nên tham gia ha. Tiếp theo là cổ phiếu VRE. VRE hôm nay cũng bị bán ngược lại cổ phiên. Bản chất thị trường khi nó điều chỉnh như vậy thì VRE điều chỉnh như thế này, khối lượng ở đây em đánh giá là cũng không phải là quá cao, mặc dù giá đóng cửa xấu nhưng mà khối lượng không cao, thì thành ra cái độ rũ bỏ ở VRE nó đánh giá cao hơn là việc phân phối nha. Chúng ta sẽ quan sát VRE cho nhịp sau. Đối với thị trường này nó cũng là cơ hội cho rất nhiều anh chị mà chúng ta đã bán và chúng ta cầm tiền, thì chúng ta sẽ chờ mua mua cái cơ hội sau. Tiếp theo em sẽ review về dòng ngân hàng đi. Anh chị sẽ thấy cổ phiếu giảm mạnh nhất trong ngân hàng chính là cổ phiếu công thương này. Thì nói chung là giai đoạn này công thương tăng kéo VN Deadline, thì hôm nay thì công thương giảm mạnh lại thì nó cũng là bình thường thôi. Chỉ tiếc là những anh chị đu đỉnh ở đây thì nó mới là khó, chứ còn mà anh chị chốt lại thì anh chị chốt lại vô tư mà. Hôm nay ngân hàng công thương giảm 3,8%, khối lượng ở đây cũng khá cao, thì chúng ta cần phải quan sát ở nhịp tới, khả năng rất cao banh sẽ nghỉ một thời gian, và ngân hàng công thương những cổ phiếu này nó sẽ nghỉ khá là lâu đấy. Đó, ví dụ như anh chị nhìn một cổ phiếu điều chỉnh tích cực so với mặt bằng chung chính là ACB nha. ACB hiện tại đang vận động ở giá đỉnh nè. Có một anh nè, có một anh ảnh hỏi em về ACB thì em cũng trả lời luôn cho anh ấy nhé. Tại sao thì ví dụ em có anh Lê Thanh Nhơn, anh hỏi về ACB và HBG có tiếp tục nắm giữ không, thì em cũng nói với anh là thí dụ như anh có mua ACB giai đoạn này em đánh giá nó vẫn tốt hơn so với mặt bằng chung nha, tốt hơn, thì anh nên nắm giữ, tiếp tục nắm giữ. Bởi vì cái độ mà nếu mà anh mua ở trên này nè, nếu mà anh mua ở trên này nó lỗ thì nó cũng không lỗ mấy cả, 1% nó cũng không có cái gì cả, thì nó chưa chạm phải nguyên tắc cắt lỗ. Thứ hai là hôm nay ACB giảm mạnh về cuối phiên nhưng khối lượng nó không cao lắm, khối lượng ở đây em đánh giá được tích cực, thì chúng ta đặc biệt quan sát ACB nhịp sau. Đấy, hôm nay là tích cực của ACB nè, mặc dù là nó giảm mạnh như thế nhưng mà tính ra nó tích cực, là đang cứ tiếp tục nắm giữ. Tiếp theo anh hỏi em về Hòa Phát đi. Hòa Phát cũng tương tự, mặc dù khối lượng ở đây nó hơi cao nhưng mà nó ở trên nền này nè, tức là cái vùng giá 24 này là được đỡ rất là mạnh, khối lượng nào người ta cũng tham gia mua cả, thì anh có thì nắm giữ. Bản chất nếu anh lỗ Hòa Phát ở giai đoạn này cũng không quá được 2% thì mình cũng không nên bán ra, thay vào đó mình có thì mình cứ nắm giữ đi, không cần phải bán khi nào nó thủng cái vùng 24 này nè, hoặc là thị trường mà nó xấu đi, hoặc là những cái cây khối lượng mà bán nó lớn quá khoảng 30 triệu 35 triệu thì mình mới chạy, còn không thì mình cứ nắm giữ Hòa Phát đợi chỉnh lại mua thêm nha. Đó là những khuyến nghị của em đối với Hòa Phát nếu anh có nắm giữ. Tiếp theo chúng ta nhìn về cổ phiếu BIDV. Hôm nay BIDV giảm cũng tương đối mạnh, giảm 3,6%, giá thì lại thấp nhất phiên như thế này á. Thì ở đây em đánh giá là sau những cái phiên mà tăng với khối lượng lớn như thế này thì cái phiên hôm nay BIDV giảm với khối lượng này thì nó ý nghĩa là nó đã rũ bỏ được rất nhiều nhà đầu tư đu bám ở đây. Hàng về người ta đu bám rũ bỏ được rất là nhiều rồi. Thì ở đây em vẫn đánh giá là dòng tiền ở BIDV vẫn chưa rút ra mà vẫn ở giai đoạn rũ bỏ nha. Không phải là giai đoạn phân phối, bởi vì BIDV chưa tăng được bao nhiêu cả. Thì ở đây cổ phiếu BIDV chúng ta cực kỳ quan sát vào giai đoạn tới. Nếu giai đoạn tới mà thị trường mà kéo nhịp sau thì khả năng BIDV slip đấy. Thì những cái dòng như thế này nè, nó giảm mạnh thì khả năng rất cao nó cũng sẽ tăng lại sốc ở sau đó.
Bởi vì khối lượng ở đây thứ nhất là nó cũng không quá cao, thứ hai là nó vô tình rủ được tất cả những nhà đầu tư mua những phiên này nè, hàng về người ta hòa vốn, người ta bán nó đi, bữa sau BIDV sẽ test lại cái đáy này một lần, số 2 này chúng ta sẽ mua mạnh. Thì đó là tùy vào cái kịch bản là tương lai thôi, chúng ta chưa nên nói quá nhiều ở giai đoạn tương lai nha. Chúng ta cứ nói về giai đoạn hiện tại thì phiên này em đánh giá là một phiên rũ bỏ ok của BIDV, bởi vì mới sáng nó không kéo mà nó đã rũ bỏ ngay từ đầu phiên, thì áp lực điều chỉnh lớn rồi, nó đã báo hiệu cho thị trường chung của chúng ta sẽ điều chỉnh trong phiên hôm nay. À, tiếp theo là cổ phiếu VPBank giảm rất mạnh, khối lượng cũng tương đối lớn, 5 triệu nha. Vùng này giảm tốc độ rũ bỏ lớn thì chúng ta phải chờ xem VPBank nó tích lũy lại phía sau như thế nào. Khả năng rất cao nếu mà cổ phiếu này yếu á thì nó sẵn sàng về lấp cái gap này nè, về lấp cái gap giá 22223 này, đấy 22 này, chúng ta quan sát cái gap này xem VPBank lấp thế nào chúng ta mới tính. Thì hiện tại nếu những cổ phiếu mà nó có những cái phiên gãy như thế này chúng ta phải chờ thôi, ít nhất cũng phải là một tuần, năm bữa nửa tháng, chứ không thể là chúng ta mua vào ngay, bởi vì hiện tại những rất nhiều nhà đầu tư kẹp vào đây rồi, chúng ta phải đợi xem là hành động của phía sau như thế nào, tích lũy có đủ không, cái lượng cung bán ra có nhiều không thì chúng ta mới tiếp tục tham gia lại nha. Có một cổ phiếu dòng ngân hàng nó tích cực hơn mặt bằng chung, đó là STB nha. Hiện tại STB rũ bỏ trên nền như thế này thì nó không đánh giá là hiện tại STB là cổ phiếu tốt hơn các cổ phiếu còn lại, thì đây chỉ là một vùng tích lũy thôi. Nếu nha tận dụng được dòng tiền thì khả năng STB khả năng sắp tới nó có thể kéo thị trường chung đi lên được đấy, bởi vì hiện tại khối lượng ở đây điều chỉnh nó tương đối ít, khối lượng ở đây kiệt rồi nè, bắt đầu chúng ta đi quan sát mấy phiên sau. Thì nếu mà thị trường chung có hồi phục lại hoặc là có yếu tố hồi phục đầu tiên thì chúng ta phải tham gia bắt vào STB. STB chúng ta phải chờ xem là khối lượng của nó kiệt như thế nào chúng ta sẽ tham gia vào nhịp sau, không phải là nhịp này. Về về bản chất mặt bằng chung thị trường chung mà không tăng điểm mạnh được đó, thì những cổ phiếu này nó không thể tăng được, thì chúng ta phải quan sát thêm thị trường chung như thế nào đã. Ví dụ như hôm nay chúng ta quan sát vào Techcombank đi, đấy, Techcombank này cũng giảm mạnh này, tuy nhiên khối lượng á, thì nó cũng không lớn, đâm ra là những cổ phiếu này đâu trong quá trình rũ bỏ thôi, bởi vì quá trình này tăng giá của nó rất nhiều thì nó rũ bỏ và nó ép cho những nhà đầu tư bán ra thì cũng tốt, chả vấn đề gì cả. Nên là sau khi phân tách một số cổ phiếu và những dòng như thế thì chúng ta có thể hình dung được là thị trường của chúng ta nhìn về mặt tích cực nó sẽ ok hơn là mặt thận trọng, tức là hiện tại thị trường ở trong giai đoạn điều chỉnh thôi, nhưng mà điều chỉnh nó sẽ phải chờ thêm điều chỉnh thêm nữa, chứ không chỉ là điều chỉnh tới đây là dừng. Một cổ phiếu khác mà chúng ta, một số cổ phiếu khác mà chúng ta quan sát như những Masan này kéo thị trường xuống rất là mạnh, khối lượng lại lớn, thì ở đây cái quá trình rũ bỏ của Masan thì chúng ta phải quan sát tiếp về giai đoạn tiếp theo. À, cổ phiếu này nó rũ bỏ hơi mạnh nha, kèm theo là nó đánh tâm lý nhà đầu tư bán ra rất là lớn trong phiên hôm nay, thì anh chị chú ý là chúng ta có Masan thì chúng ta cứ tiếp tục nắm giữ chờ cái vùng 54 này gãy, 54 chúng ta xem xét bán ra. Đó là những anh chị có nắm hàng nhé. Ví dụ như anh chị hôm nay em quan sát từ BVH đi, ui hôm nay BVH gãy rồi nè, quá trình mà tạo nền ở đây rồi gãy rũ như vậy nó không phải là cái quá trình xấu đâu, mà là quá trình rũ bỏ thôi, chả vấn đề gì cả. Khối lượng ở đây cũng tương đối không quá lớn, nhưng mà tức là giá đóng cửa thì cao hơn so với cái mặt bằng khối lượng tham gia vào á, thì chúng ta vẫn có thể điều tiết lại thị trường một chút, là hiện tại cổ phiếu này nè nó đang gặp, sắp gặp vùng cái hỗ trợ của nó rồi, thì nhìn chung là sau khi phân tách một số lớp cổ phiếu mặt bằng chung như thế chúng ta có thể thấy là thị trường chung của chúng ta nhìn chung là điều chỉnh tích cực hơn là cái việc phân phối. Nhưng mà thị trường chung á thì nếu mà đã ra phiên này thì xác suất các phiên tới nó sẽ tiếp tục điều chỉnh nữa, và cái vùng mà chúng ta cần quan sát là đầu tiên là chính là vùng 870 nha, bởi vì đây là vùng hỗ trợ đầu tiên nè. Nếu thị trường xấu đi hoặc là thị trường yếu hơn nữa thì chúng ta phải quan sát vùng 850. Có hai vùng mà chúng ta cần quan sát là như thế, nếu mà điều chỉnh thì nó phải điều chỉnh như vậy thì nó mới có thể tạo ra được cái, nó mới có thể là rũ bỏ hết và nó tạo ra một chu kỳ đi lên mới. Thì anh chị quan sát giúp em đầu tiên là vùng 870, thứ hai là vùng 850, chúng ta đó là hai cái vùng mà chúng ta quan sát. Thì hàng ngày em sẽ update những cái video như thế này để cho anh chị chúng ta nhìn hình dung và chúng ta nắm bắt được thị trường chúng ta vận động như thế nào, để chúng ta có những cái phương án xử lý cho nó phù hợp. Còn bản thân khách hàng của Nam hoặc là những người đã ủy thác cho Nam đầu tư ấy, thì là anh chị cũng đã yên tâm được cái phần lợi nhuận mà em đã tư vấn cho anh chị từ vùng dưới này lên tới vùng trên này rồi. Tức là vùng đuôi cá này chúng ta ăn ít nhưng mà chúng ta lại không bị dính vào những phiên như thế này. Bản thân em cái video ngày hôm qua em đã cảnh báo rất là kỹ video này nè anh chị nè, liệu có nên hưng phấn nè anh chị, chỉ cần anh chị coi cái video này anh chị sẽ thấy là cái độ mà em đã cân nhắc rất là nhiều anh chị, là chúng ta đừng có nên hưng phấn ở giai đoạn này, bởi vì á luôn luôn nhắc lại một câu,
cái điểm đỉnh á, chúng ta không thể nào biết lúc nào là đỉnh được, mà chúng ta chỉ có thể cái vùng này là cái vùng đỉnh, tức là chúng ta xác định được là vùng này là vùng đỉnh. Các yếu tố đầu tiên mà chúng ta cần phải quan sát, đầu tiên là thị trường có lực bán ra, thứ hai là cái lực mua vào ở giai đoạn phía sau này nó không hề lớn, thậm chí nó khá nhỏ, tức là khối lượng vào ít nè, ngược lại cái khối lượng bán ra là cao, trong khi khối lượng hai phiên này khối lượng bán ra cũng cao. Đấy, đây là chúng ta xác định được là cái lượng tiền vào không nhiều bằng cái lượng tiền bán ra. Thứ hai nữa là nếu anh chị quan sát về cái chuyển động đầu tư á, thì anh chị sẽ thấy là gần như là hôm nay tự doanh lại xả nè, còn khối ngoại các phiên trước người ta xả liên tục, khối ngoại cứ tăng điểm là người ta xả, và quá khứ nó như thế, khối ngoại tăng điểm, tăng điểm khối ngoại xả ra, thì đó là một yếu tố cực kỳ phải thận trọng nha. Khối ngoại xả liên tục trong vòng cả tháng 8, thì anh chị lưu ý là chúng ta không nên quá hưng phấn, thì chỉ cần mà mình có những cái tư duy hoặc là mình chỉ có những cái kiến thức trên thị trường như thế, chúng ta sẽ thoát ra được thị trường, hoặc là chúng ta sẽ căn bán ở trên này và chúng ta không quá tham lam. Khi mà anh chị tham lam nhất là do anh chị cảm xúc lên và anh chị mua cổ phiếu nào cũng có lãi, đến khi thị trường bứt tốc nhẹ một cái thôi, anh chị lại tiếp tục mua ngay vì anh chị sợ mất hàng. Về vận động giai đoạn này thì gần như Bitboy người ta đánh rất là hay, người ta đánh không cho anh chị bị lỗ tài khoản luôn á. Thậm chí anh chị cứ mua vào là thị trường điều chỉnh, cái là tăng tiếp, điều chỉnh tăng tiếp, điều chỉnh tăng tiếp, nó tạo ra cho mình một cái thói quen. Thói quen là chúng ta điều chỉnh chúng ta không có sợ, bởi vì chúng ta cứ nghĩ là cuối phiên nó sẽ kéo lên, nhưng mà cuối phiên hôm nay nó không kéo lên, đâm ra nhiều anh chị là kẹp. Mà những anh chị mà kẹp vừa cả mua mới vừa cả kẹp cũ như thế thì khả năng tiếp theo cái vận động rũ bỏ lại tiếp tục xuất hiện. Và đây em sẽ vẽ một các kịch bản tích cực cho anh chị nha. Ở đây khả năng rất cao thị trường sẽ đánh một mẫu hình quen thuộc trong tất cả các loại mẫu hình. Anh chị để em chút. Đây. Khả năng rất cao mẫu hình sẽ đánh theo mẫu hình này nha. Cái mẫu hình này nó có gọi là mẫu hình cốc có tay nha anh chị. Đây là cái phần cốc rồi nè, thì khả năng rất cao nó sẽ đánh tiếp cái quay cầm ở đây. Thì nói chung là nếu đánh như thế này thì thị trường sẽ vận động mạnh mẽ hơn, kèm với đó là cái cơ hội phía sau cho chúng ta sẽ lớn hơn. Thì đó là kịch bản tích cực thôi, còn chúng ta còn phải quan sát vào những cái giai đoạn tiếp theo trên thị trường nó vận động như thế nào, rồi chúng ta mới có thể nhận định tiếp tục được. Còn giai đoạn này thì vẫn là cái giai đoạn chúng ta cứ bảo vệ tài sản thôi. Nếu thị trường vận động không ổn, khối lượng bán ra vẫn lớn, chúng ta có thể nghỉ ngơi trong vòng 2 tháng. Còn nếu mà thị trường vận động ổn lại, có những cái sự gặp kháng cự, nó có sự bật lại phù hợp, là nó có những cái phiên dòng tiền vào thì chúng ta lại tham gia, bởi vì bây giờ chúng ta đã chốt được lãi, chúng ta đứng ra ngoài, chúng ta thành công hơn rất là nhiều anh chị mà chúng ta chưa tham gia vào thị trường, hoặc là chúng ta đã tham gia vào giai đoạn này mà nó phải dính vào cái giai đoạn đang phải bị lỗ tài khoản như thế, nên nó rất là không hay. Thay vào đó cũng rất là nhiều anh chị nhắn tin cảm ơn em, là hôm nay em cũng nhận rất là nhiều anh tin nhắn và cảm ơn là đã xem được những cái video của em và họ đã bán được ở trên vùng này và không bị kẹp lại ở cái giai đoạn này. Đó là một cái thành công đối với anh chị trong đầu tư nha. Chỉ cần chúng ta không lỗ là chúng ta đã thành công rồi, đừng nói tới chuyện sinh lãi nhé. Đó là một trong những cái kinh nghiệm của em. Thì nhịp tới chúng ta cố gắng chúng ta quan sát thôi. Còn thị trường chung thì gần như là nó sẽ vận động như thế. Ngày mai và nhịp tới khả năng vẫn tiếp tục điều chỉnh mạnh, vẫn tiếp tục điều chỉnh thôi, bởi vì hôm nay cái lượng bán ra như thế thì em đánh giá là nếu anh chị là nhà tạo lập hoặc là Bitboy đi, anh chị có mua bán ở phiên này rồi anh chị mua lại không? Bởi vì bản chất khi người ta tham gia, người ta đã mua ở dưới này nè, bán được lãi 120 điểm rồi, thì khi người ta muốn mua lại thì ít nhất là mặc dù cho là xu thế vẫn là điều chỉnh đi, thì ít nhất á, nhà đầu tư cũng nên suy nghĩ tới việc là Bitboy người ta đâu có thể là mua trong cái phiên điều chỉnh 12, 13 điểm như thế này được. Người ta phải điều chỉnh 30 điểm, 40 điểm may ra người ta mới mua lại. Còn vùng này người ta không nhất thiết phải mua lại đâu. Đó là những cái em chia sẻ với anh chị, bởi vì khi người ta đã bỏ ra một số tiền lớn người ta mua, điều chỉnh khoảng 1,5% như thế này thì người ta mua lại mất lại 0,5 tới 1% là sao người ta lãi được. Nó có chi phí vốn, chi phí margin, chi phí lãi vay, chi phí tiền nữa. Thì nếu mà nhìn về vận động, về cái cách mà nhà tạo lập đánh thì khả năng thị trường vẫn tiếp tục điều chỉnh để người ta gom vào cái nhịp mới. Cái nhịp này thì khả năng rất cao người ta lại tiếp tục bán để cho anh chị chúng ta phải nhả hàng ra cho họ và người ta phải mua lại ở giá rẻ hơn. Cái nguyên tắc trong đầu tư thì anh chị có hai lưu ý. Một là anh chị phải xác định được là mình là dân đầu tư, là đầu cơ. Nếu đầu tư thì anh chị tham gia, anh chị không nên quá quan trọng vào giá ở thời điểm hiện tại, bởi vì giá nào anh chị cũng nắm giữ cổ phiếu, anh chị đầu tư vào doanh nghiệp mà. Còn nếu mà anh chị mà thuộc dạng dân đầu cơ hoặc kinh doanh chứng khoán á, tức là chúng ta chỉ ăn vào phần chênh lệch á,
Thế chị phải cực kỳ lưu ý là hiện tại cái độ mà tài khoản của anh chị đối với cái dạng thị trường này thì khả năng sắp tới là nó sẽ bị âm nhiều đấy. Bởi vì anh chị đã dính vào cái gọi là bảy cái mập rồi, bây giờ người ta đã bán ra rồi thì người ta phải ép cho anh chị bán, anh chị bị cô margin, anh chị bị bán ra cái số lượng cổ phiếu anh chị đã mua giá cao bằng khi mà về giá rẻ người ta mua lại. Cái nguyên tắc mà ở trong cái đầu tư cũng như kinh doanh đó chính là khi mà giá mà rẻ lại á thì người ta mua, đắt ra thì người ta bán, đó là nguyên tắc rồi. Bởi vì nó là người ta là kinh doanh mà, kinh doanh thì có nghĩa là trên này giá đắt người ta bán ra, người ta chốt lại đi, rẻ người ta mua lại, chả ai đi mua giá cao ở trên này, trong khi áp lực ở phía dưới này nó lại là áp lực bị bán chốt lời lên chúng ta rất là lớn. Bởi video ngày ngày hôm qua của em ở đây em đã nói rất là rõ, tức là nếu mà anh chị tham gia ở đây, gần như anh chị đang mua phải cái phần lợi nhuận của rất là nhiều nhà đầu tư đang chờ chốt lại lên chúng ta, mà chỉ cần chúng ta hưng phấn hoặc là chúng ta cứ canh cái nhịp điều chỉnh chúng ta mua vào, điều chỉnh chúng ta mua vào như giai đoạn dưới này á, anh chị sẽ thua ngay. Đấy, đấy là những cái mà em đã nhắc nhở những anh chị rất là lớn. Có thể là những anh chị mà thận trọng theo em thì sau viên này là chúng ta đã nghĩ là hai ba viên này chúng ta không đánh là chúng ta đã có thể có được cái một phần lợi nhuận rất là lớn rồi ha, chúng ta đã có một phần lợi nhuận rất là lớn và chúng ta đã tỉnh táo trong đầu tư, người ta gọi là tỉnh đòn đấy, chúng ta không bị say vào những cái vị thế như thế này. Thì ở đây thì em hỗ trợ anh chị về cái góc nhìn thị trường tại đây thôi. Anh chị có những cái câu hỏi nào về thị trường thì anh chị có thể trực tiếp liên hệ với em về cổ phiếu này, hoặc là anh chị trực tiếp comment dưới cái video này, em sẽ hỗ trợ giải đáp cho anh chị qua dưới cái comment đấy, xem cái cổ phiếu của anh chị nên làm gì đối với thời điểm hiện tại ha. Còn thí dụ như đối với em thì hôm nay về thị trường phái sinh á, thì thực ra thì nó cũng dễ thôi. Cái giai đoạn thị trường phái sinh hôm nay của em thì chủ yếu là mình dò một cái vị thế, tức là mình chỉ cần canh dò được một vị thế sọt phiên hôm nay là mình đã thắng rồi. Tức là phiên hôm nay thì em xác định là giai đoạn này thị trường ở đu cá nè, thì khả năng rất cao nó sẽ xuất hiện là cái điểm đỉnh là điểm nào, là chúng ta đi dò cái điểm đỉnh ấy. Thì sau phiên hôm nay thì cả domain là vào sọt và cái lợi nhuận nó rất là lớn. Chỉ cần anh chị nhìn sơ về cái vận động của ngày hôm nay, anh chị sẽ thấy là chúng ta sẽ ăn được một cây sọt rất là mạnh như vậy. Đây nè, anh chị nhìn chung nè, anh chị nhìn chart của phái sinh nha. Đây nè, không cần anh chị phải sọt trên giá này đâu, anh chị chỉ cần bộ đợi buổi chiều mà xác nhận xu thế ở đây nè. Tức là ở đây nó hình thành một đầu tiên là tại một cái đáy ở đây. Đấy, đây là cái đáy đầu tiên này, chỉ cần anh chị xác định được cái vùng này là cái vùng yếu nha. Ở đây thị trường phái sinh hôm nay đánh rất hay, tức là ở đây nè, bản chất buổi sáng á, cả thị trường đây để em so sánh để anh chị có thể hình dung được là VN30 là phái sinh vận động như thế nào. Đây này, gần như nha, VN30 có điểm tăng này, điểm giảm mà tăng lại, nhưng phái sinh chủ yếu đi ngang. Ở đây nó có xu hướng là nó mua những cổ phiếu trụ lên như Vinamilk để nó gom sọt nè, và khúc sau là nó thả. Thì nó thả như thế là vận động phù hợp thôi. Thứ nhất là ở những cái vùng khối lượng lớn như thế này, chúng ta có thể thấy là hiện tại có rất nhiều nhà đầu tư người ta đang bắt long vào giai đoạn này nè, hòng ăn nhịp hồi. Bởi vì đó là cái, anh chị có nhớ khi nãy em phân tích thị trường cơ sở không, tức là tạo cho anh chị tâm lý là giảm là chúng ta, điều chỉnh là chúng ta mua, điều chỉnh là chúng ta mua, tạo ra cho chúng ta một cái thói quen như thế, và vô tình là chúng ta bị cái thói quen nó giết chính mình, là chúng ta không có những nhìn nhận phù hợp. Thì khi ở cái giai đoạn này nè mà thị trường không còn tăng được nữa, là em đã bắt đầu cho rất là nhiều anh chị nhà đầu tư của room em là chúng ta sẽ short ở vùng 838 nè, và chỉ cần chúng ta short là cái khúc dưới này chúng ta take profit giá nào chúng ta cũng thắng cả. Đấy, cái lợi nhuận rất là lớn, chúng ta thắng khoảng được gần 20 điểm rất là nhanh. Đấy, đấy, chúng ta chỉ cần thắng được cái nhịp này thôi là chúng ta đã thắng được rất là nhiều rồi. Anh chị đánh 10 hợp đồng anh chị có thể lãi hai mấy triệu, anh chị đánh 100 hợp đồng anh chị có thể lãi 200 mấy chục triệu là bình thường, bởi vì cái lợi nhuận trên thị trường phái sinh nó rất là lớn. Thêm nữa là khi mà anh chị đánh phái sinh, nếu mà anh chị không nhìn được cái vận động chung á, anh chị có thể thấy là ở đây cái vùng kéo giá của VN30 này, tức là VN30 hồi phục rất là tốt, nó đánh cho nhà đầu tư tham gia và mua rất là nhiều, và kèm với những nhà đầu tư đang thua lỗ là long ở đây nè. Xuống đây nhìn về cái khối lượng ở đây, chúng ta có thể thấy là lượng nhà đầu tư mua long lên rất là nhiều,
Thứ nhất là người ta kỳ vọng là thị trường cơ sở sẽ hồi phục và phái sinh cũng sẽ hồi phục theo, và họ sẽ gỡ được cái phần mà người ta đã bị lỗ phía trên này. Hai nữa là người ta không nhìn được là hiện tại khi mà thị trường cơ sở hồi như thế thì nó đánh lại cái bài cũ ở trên này, tức là thị trường cơ sở hồi nhưng mà phái sinh gần như không hồi tương ứng, thì cái áp lực bán xuống nó rất là nhiều. Thì khi mà nó chỉ cần gãy một vài phiên cây như thế này thôi là nhà đầu tư đã cắt lỗ và tự động đẩy giá xuống, chứ giai đoạn này gần như Bitcoin người ta không đánh, chỉ cần người ta bán thị trường cơ sở xuống thôi là tất cả những nhà đầu tư người ta có bị thanh long ở đây, người ta tự động cắt lỗ và đem cái giá phái sinh nó rơi xuống rất là mạnh như thế. Thì chúng ta chỉ cần bắt được, dò được những cái điểm, mà cái điểm mấu chốt là cái điểm này nè, chúng ta chỉ cần dò được cái điểm này thôi là chúng ta đã rất thành công trên thị trường phái sinh này. Điểm này này cực kỳ mấu chốt, và chúng ta hiểu được vận động về volume này, hiểu được vận động về khối lượng này, hiểu được cái vận động về cái sự vận động của nhà đầu tư á, mà giai đoạn này cái hành vi của họ ra làm sao á, thì chúng ta sẽ rất dễ đánh, và chúng ta chỉ cần vào được một nhịp này thôi là chúng ta đã thắng rồi, thắng rất là dày nhá. Thì thị trường phái sinh hôm nay thì bản chất hôm nay em chỉ đi dò một cái điểm đó thôi, và em đã nhìn được nó, và chúng ta chỉ cần vào được một cái điểm đó là chúng ta thắng. Ngoài ra những cái nhịp hồi như thế này thì mình cũng bắt được hết, không sao à. Đây nó cũng có những cái kỹ thuật bắt nhịp hồi, thì những anh chị nào mà anh chị học cái khóa phái sinh của em thì anh chị có thể bắt được hai điểm như thế này. Ví dụ nhé, ví dụ nè, em long lại 833 cho mít nè, bởi vì là long hồi nên chúng ta chỉ long long nhỏ và long ngắn nhé. Đây là hai điểm, là mình sẽ lấy luôn hai điểm ở đây, chốt 834 cho mít nè, long 832 chốt 834 nha. Thì đó là những cái kỹ thuật mà chúng ta cần phải bắt trong ngắn hạn, cũng như là kỹ thuật nếu chúng ta xác định được cái điểm mà break cao xu thế thì chúng ta có thể vào, chúng ta tham gia và chúng ta kiếm được lợi nhuận trên thị trường phái sinh rất là lớn. Thì thị trường phái sinh về bản chất nó cũng phải chờ lại cái thị trường cơ sở của chúng ta vận động như thế nào thì ngày mai chúng ta mới có thể quyết định được tiếp. Tuy nhiên xu thế hiện tại là đã điều chỉnh rồi, và thị trường cơ sở em cũng nhận định là nó sẽ tiếp tục điều chỉnh, thì chúng ta cũng hạn chế vị thế long ở thời điểm hiện tại. Chúng ta quan sát lại ở những cái vùng mà hỗ trợ như thế này nè, thì chúng ta mới có thể tham gia lại vị thế long ở thị trường phái sinh. Tất nhiên thì nó phải tùy vào cái khối lượng tại thời điểm đó nó có tích cực hay không, nó tiêu cực thì chúng ta cũng không nên bắt quá sớm, thay vào đó chúng ta nên chờ những cái cơ hội mới, hoặc là chúng ta cố gắng là nhìn nhận và và chúng ta không bị tâm lý cũng như nhìn nhận chuẩn với thị trường thì chúng ta sẽ dễ đánh hơn. Ok, thì cũng cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Thì cũng thời gian qua cũng rất là nhiều anh chị nhắn tin hỏi em về cái sản phẩm cũng như chính sách cho khách hàng cá nhân tại VBS đó. Thì hiện tại VBS đang có rất là nhiều chính sách tốt cho khách hàng cá nhân nha. Đầu tiên là mình sẽ có lãi suất thấp 9,8% cho 1 tỷ đầu tiên, cũng như là những cái lãi suất mà trong vòng vay ngắn hạn nó chỉ khoảng 7,5% tới 5% thôi. Nếu mà anh chị có nhu cầu tìm hiểu thì anh chị cứ cứ nhắn tin cho em theo cái Zalo em, theo cái số điện thoại này, em sẽ tư vấn cho anh chị. Ngoài ra VBS cũng đang miễn phí giao dịch đối với những anh chị chúng ta đầu tư trên thị trường, thì hoặc là cái phí rất là rẻ, miễn phí giao dịch nha, phí rẻ nữa, nên là anh chị cứ có nhu cầu thì anh chị cứ nhắn tin cho em sẽ hỗ trợ về mặt chính sách, lãi suất cũng như sản phẩm cho anh chị, để anh chị có những cái nhìn khách quan nhất trên thị trường, cũng như sử dụng được những sản phẩm tốt nhất cho cái NAV của anh chị. Và việc kiếm lãi thì nó rất là khó rồi, mà phí giao dịch cao thì nó cũng đem lại, nó cũng vô tình là bào đi cái NAV của chúng ta rất là lớn. Thay vào đó, nếu mà có những cái nơi mà ví dụ công ty VBS đi đang hỗ trợ cái chính sách phí cho anh chị rẻ như vậy, thì anh chị cứ cố gắng là chúng ta tham gia được mà đỡ được cái phần phí này, chúng ta hay cái phần phí đấy, thì có thể là hoàn lại cho anh chị một cái phần phí so với công ty khác. Giống như là công ty khác thì mình giao dịch 0.25, 0.3 thì VBS 0.15 thôi, thì nó cũng chênh được khoảng 0.2, 0.15 so với những cái công ty khác, thì nó vô tình cũng giúp cho cái NAV của anh chị tốt hơn, mà chúng ta giao dịch cũng tốt hơn nữa. Ok, cũng cảm ơn các anh chị đã lắng nghe cái video này của em. Hẹn anh chị ngày mai nha. Em sẽ livestream hướng dẫn cho anh chị về các cổ phiếu mà anh chị đang nắm giữ. Anh chị cứ add cái link Zalo, cái link Facebook cá nhân của em ở đây, thì để ngày mai em sẽ hỗ trợ cho anh chị chúng ta đầu tư trong giai đoạn tới. Ok, cảm ơn các anh chị đã lắng nghe.